Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Rừng Xà Nu của tác giả Nguyễn Trung Thành trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12, tập 2, trang 37. Chúng ta cùng đi vào phần thứ nhất, phần một lớn, kiến thức cơ bản. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu đôi nét về tác giả Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Trung Thành tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1932, có bút danh là Nguyên Ngọc, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nhưng ông sống chủ yếu ở Tây Nguyên và gắn bó với mảnh đất này trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Ông có nhiều tác phẩm xuất sắc về mảnh đất này và được coi là nhà văn của Tây Nguyên. Ông là nhà văn trưởng thành trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gia nhập quân đội năm 1950 và ông hoạt động chủ yếu gắn bó mật thiết với chiến trường Tây Nguyên. Sau Hiệp định Geneva, ông làm phóng viên và tập kết ra Bắc. Năm 1962, ông trở về Nam, vừa tham gia chiến đấu, vừa hoạt động văn nghệ. Sau chiến tranh, ông làm phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam và tổng biên tập báo văn nghệ. Hiện nay, ông vẫn tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đã dịch một số tác phẩm lý luận văn học. Về sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ thuật của ông mang đậm âm hưởng sử thi và cảm hứng lãng mạn. Ở đó, chất thơ hòa quyện với độ hoành tráng của núi rừng Tây Nguyên, của những người anh hùng cách mạng bất khuất, kiên trung với quê hương, đất nước. Sức sống bất diệt và khả năng trỗi dậy phi thường của con người, sự sống luôn được đề cao trong tác phẩm của ông. Ông có những tác phẩm chính như Đất nước đứng lên, viết năm 1954 đến năm 1955, Mạch nước ngầm viết năm 1960, Rẻo cao viết năm 1961, Trên quê hương như anh hùng điện ngọc viết năm 1961. Về vị trí và tầm ảnh hưởng, Nguyễn Trung Thành là một trong số những cây bút xuất sắc của nền văn học Việt Nam. Ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị và ghi dấu ấn đậm nét trong nền văn học nước nhà. Tiếp theo là tác phẩm Rừng Xà Nu. Tác phẩm ra đời năm 1965 ở khu căn cứ của quân giải phóng miền Trung Trung Bộ. Đây là thời điểm diễn ra cuộc đổ quân đầu tiên của đế quốc Mỹ, ngày bắt đầu cuộc chiến tranh cục bộ ở miền Nam, khi Mỹ để quân vào bãi biển Chu Lai, Đà Nẵng và tấn công miền Nam. Bố cục của truyện có thể chia làm hai phần. Phần 1 là từ đầu cho đến để vòi nước của làng mình dội lên khắp người như ngày trước. Nội dung là tơ nú sau 3 năm theo cách mạng trở về thăm làng. Phần 2 là phần còn lại, nội dung là cụ Mết kể câu chuyện cuộc đời của tờ nú và người dân làng Soman. Về nội dung của tác phẩm, thông qua câu chuyện về cuộc đời tờ nú và cuộc nổi dậy của dân làng Soman, tác giả khẳng định chân lý thời đại, chúng nó đã cầm súng thì mình phải cầm giáo, phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Nhân dân miền Nam muốn thoát khỏi sự áp bức của kẻ thù, chỉ có con đường duy nhất là đấu tranh vũ trang. Tiếp theo đây, chúng ta đến với phần 2 lớn, đọc hiểu văn bản. Ta cùng đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 48 và 49. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Anh chị cảm nhận được ý nghĩa gì của truyện ngắn qua 1 là nhan đề tác phẩm, 2 là đoạn miêu tả cánh rừng Xà Nu dưới tầm Đại Bác, 3 là hình ảnh những ngọn đồi, cánh rừng trải xa ngút tầm mắt, chạy tít tắp đến tận chân trời, luôn trở đi trở lại trong tác phẩm. Trước tiên là về ý nghĩa nhan đề của tác phẩm Rừng Xà Nu. Xà Nu, nghĩa tả thực, chỉ một loại cây thuộc họ thông, mọc nhiều ở Tây Nguyên, gỗ và nhựa đều rất quý. Cây Xà Nu có sức sống mãnh liệt, nó có thể sinh sôi, nảy nở ở vùng đất đai cằn cỗi sỏi đá. Cây Xà Nu gắn với máu thịt tác giả, có biết bao kỷ niệm sâu sắc trong suốt cuộc kháng chiến ở Tây Nguyên. Nhà văn yêu cây Xà Nu vì nó hùng vĩ và cao thượng, man dại và trong sạch, mỗi thây cao vút, vạm vỡ, ứ nhựa, tán lá vừa thanh nhã, vừa rắn rỏi, mênh mông. Vì vậy, khi viết về tác phẩm, nhà văn luôn tâm niệm, dù viết về vấn đề gì, viết như thế nào, thì tác phẩm của mình phải nhất thiết mang tên Rừng Xà Nu. Về nghĩa biểu trưng của hình tượng, cây Xà Nu là biểu tượng kỳ vĩ cho sức sống bất diệt, cho khát vọng tự do của cộng đồng Tây Nguyên, mang đậm chất sử thi về thiên nhiên và con người Tây Nguyên quật khởi trong kháng chiến chống Mỹ. Về hình tượng rừng Xà Nu dưới tầm Đại Bác của giặc, khi viết về cây Xà Nu, nhà văn đã miêu tả như một linh hồn, một tính cách,
rừng Sanu được khắc họa cho sự hòa nhập tương ứng với những phẩm chất của dân làng Soman. Cả rừng Sanu, hàng vạn cây, không có cây nào không bị thương, có những cây bị chặt đứt ngang thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Hình ảnh rừng Sanu bị đạn đại bác hủy diệt như dân làng Soman bị giặc tra tấn, như anh Sút bị treo cổ trên cây vả, bà Nhan bị giặc chặt đầu, rồi cả vợ con Tơ Nú và cả Tơ Nú. Có ít loại cây nào hoam ánh sáng mặt trời đến thế, nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng. Sanu ham ánh sáng khí trời, như dân làng Soman yêu tự do. Cạnh một cây Sanu mới gã gục, đã có 4-5 cây con mới mọc lên, ngọn xanh dờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. Sanu có sức sống mạnh mẽ trước sự tàn phá của đạn giặc, như dân làng Soman kiên cường, bất khuất đứng lên chống lại kẻ thù. Cứ thế, 2-3 năm nay, rừng Sanu ưỡn tấm ngực của mình ra, che chở cho làng. Hình tượng cây Sanu được miêu tả như người cha khổng lồ, che chở cho lũ làng chiến đấu. Nói về mối quan hệ giữa con người và rừng, Tố Hữu cũng từng viết: rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, dưới đạn bom khói lửa, rừng cũng có thể trở thành anh hùng, luôn che chở con người, cùng con người bảo vệ quê hương, đất nước. Ta đến với phần C, hình ảnh những ngọn đồi, cánh rừng Sanu trải ra ngút tầm mắt, chạy tít tắp đến tận chân trời luôn trở đi trở lại trong tác phẩm. Về hình ảnh đồi Sanu, rừng Sanu trông xa xa đến ngút tầm mắt, nối tiếp tới chân trời, lặp đi lặp lại trong chuyện gợi ra cảnh rừng Sanu hùng tráng, kiêu dũng và bất diệt, gợi ra sự bất diệt, kiêu dũng của con người Tây Nguyên nói riêng và con người Việt Nam nói chung. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, ấn tượng đọng lại trong ký ức của người đọc chính là cái bát ngát của cánh rừng Sanu kiêu dũng. Đó là sử thi, chất anh hùng về tinh thần cuột khởi của đồng bào Tây Nguyên. Câu hỏi số 2. Tác giả vẫn coi rừng Sanu là chuyện của một đời và được kể trong một đêm. Hãy cho biết, người anh hùng mà cụ Mết kể trong cái đêm dài ấy có những phẩm chất đáng quý nào so với nhân vật A Phủ trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, hình tượng Tơ Nú có gì mới mẻ? Vì sao trong câu chuyện bi tráng về cuộc đời Tơ Nú, cụ Mết nhắc đi nhắc lại rằng Tơ Nú đã không cứu sống được vợ con, để rồi khắc ghi vào tâm trí người nghe câu nói: chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Câu chuyện của Tơ Nú cũng như dân làng Soman nói lên chân lý lớn lao của dân tộc ta trong thời đại bấy giờ. Vì sao cụ Mết muốn chân lý đó phải được nhớ, được ghi để truyền cho con cháu? Các hình tượng cụ Mết, Mai, Sít, Bé Heng có vai trò gì trong việc khắc họa nhân vật chính và làm nổi bật tư tưởng cơ bản của tác phẩm? Trước tiên là phẩm chất và tính cách cao đẹp của người anh hùng Tơ Nú. Tơ Nú là người có số phận bất hạnh, mồ côi cha mẹ, được dân làng Soman nuôi dưỡng. Ngay từ nhỏ đã tham gia làm liên lạc cho cán bộ, từng bị giặc bắt, bị tra tấn, vợ con bị giặc giết hại, bản thân Tơ Nú cũng bị giặc tra tấn dã man. Vượt lên trên số phận bất hạnh đó, Tơ Nú đã có những phẩm chất đáng trân trọng. Tơ Nú gan góc, táo bạo, sớm giác ngộ cách mạng và tuyệt đối trung thành với cách mạng. Từ nhỏ đã sớm tham gia để làm tiếp tế liên lạc, mặc dù bị giặc khủng bố vẫn quyết không khai. Giặc hỏi cộng sản ở đâu, Tơ Nú đặt tay lên ngực và nói: cộng sản ở đây này. Lúc nhỏ, khi không học được chữ, tự lấy đá đập vào đầu chảy máu. Người chiến sĩ, người cán bộ ấy có tinh thần kỷ luật cao. Khi anh quyết hy sinh, Tơ Nú tiếp tục con đường cách mạng. Nhớ làng, cũng chỉ dám về khi có giấy phép, về chỉ một đêm. Là người con tình nghĩa, yêu thương tha thiết muôn làng, là Soman như là cha, là mẹ của Tơ Nú, đi bộ đội, nhớ làng, anh về thăm làng. Mặc dù đã rửa ở suối rồi, nhưng Tơ Nú vẫn xúc động để cho vòi nước của làng mình dội lên khắp người như ngày trước. Tơ Nú còn là người yêu thương vợ con, chứng kiến vợ con bị tra tấn, anh bứt đứt hàng chục trái vả mà không hay, ở chỗ hai mắt anh bây giờ là hai cục lửa lớn. Anh căm thù giặc sâu sắc, quyết tâm đánh giặc để trả thù. Khi Tơ Nú bị đốt 10 đầu ngón tay, anh không cảm thấy lửa 10 đầu ngón tay nữa, chỉ thấy lửa cháy trong lồng ngực, răng anh cắn nát môi anh rồi. Tơ Nú thét lên một tiếng, giết, tay bị cụt, nhưng anh vẫn đi bộ đội. Chính đôi bàn tay ấy, anh đã bóp chết tên chỉ huy cố thủ trong hầm.
Tờ Nú chính là điển hình cho tính cách của con người Tây Nguyên. So sánh với nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, về Tờ Nú và A Phủ, chúng ta đều thấy có những điểm chung về hoàn cảnh, đều mồ côi cha mẹ, đều được dân làng nuôi lớn. Nhưng nhân vật Tờ Nú là một bước tiến mới trong sự nhận thức về biểu hiện, những phẩm chất của người anh hùng lý tưởng. Tờ Nú giác ngộ cách mạng từ nhỏ, con đường đấu tranh của Tờ Nú là con đường tự giác và có ý thức rõ ràng. Tờ Nú có những vẻ đẹp, phẩm chất mà A Phủ không có được. Tờ Nú học chữ, dũng cảm, mưu trí và trung thành với cách mạng. A Phủ chỉ đến với cách mạng, với đảng khi cuộc đời đã đi vào phần kết. Con đường cách mạng của A Phủ là con đường tự phát. Tiếp theo là câu chuyện bi tráng về cuộc đời Tờ Nú. Tờ Nú không cứu được vợ con, cụ Mết nhắc tới 4 lần để nhấn mạnh. Khi chưa cầm vũ khí, Tờ Nú chỉ có 2 bàn tay không, thì ngay cả những người yêu thương nhất, Tờ Nú cũng không cứu được. Câu nói của cụ Mết luôn khẳng định, chỉ có cầm vũ khí đứng lên mới là con đường sống duy nhất, mới bảo vệ được những gì thân yêu, thiêng liêng nhất. Chân lý cách mạng được đúc rút từ chính thực tế máu xương, tính mạng của dân tộc, những con người thương yêu. Nên chân lý ấy phải ghi tạc vào xương cốt, tâm khảm và truyền lại cho các thế hệ tiếp nối. C. Chân lý được thể hiện qua câu chuyện. Câu chuyện của Tờ Nú với dân làng Sô Man nói lên chân lý lớn của thời đại. Không có gì quý hơn độc lập tự do, phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Đấu tranh vũ trang là con đường tất yếu để giải phóng dân tộc. Về vai trò của các nhân vật, cụ Mết, Mai và Dít, bé Heng đối với việc làm nổi bật nhân vật trung tâm và chủ đề của tác phẩm. Các nhân vật, cụ Mết, Mai, Dít và bé Heng là sự tiếp nối các thế hệ, làm nổi bật tinh thần bất khuất của dân làng Sô Man nói riêng, của Tây Nguyên nói chung. Cụ Mết, quắc thước như một cây xà lu lớn, là hiện thân cho truyền thống thiêng liêng. Cụ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, là phó sử sống của làng, tượng trưng cho sức mạnh tập hợp để nổi dậy đồng khởi. Cụ chính là cây xà nu lớn nhất, vững chãi nhất của rừng Tây Nguyên. Mai và Dít là thế hệ hiện tại, trong Dít có Mai của thời trước và có Dít của hôm nay. Vẻ đẹp của Dít là vẻ đẹp của sự kiên định, vững vàng trong bão táp chiến tranh. Tác giả đã dành trọn tình cảm yêu mến lẫn khâm phục khi nói về Dít và Mai. Đó là những người phụ nữ Tây Nguyên tiêu biểu cho thời đại mới, thời đại tiến công cách mạng. Về bé Heng, bé Heng là thế hệ tiếp nối, kế tục cha anh để đưa cuộc chiến tới thắng lợi cuối cùng. Heng là lớp xà nu non đang háo hức lao thẳng tới bầu trời cao rộng. Rồi đây, em sẽ là cây xà nu kiên cường bất khuất, nối tiếp truyền thống anh hùng của dân làng Sô Man. Dường như cuộc chiến khốc liệt này đòi hỏi mỗi người Việt Nam phải có sức trỗi dậy của một phù đồng thiên vương. Câu hỏi số 3. Theo anh chị, hình ảnh cánh rừng xà nu và hình tượng nhân vật Tờ Nú gắn kết hữu cơ, khăng khít với nhau như thế nào? Xà nu gắn bó với Tờ Nú ngay từ thời thơ ấu, gói xà nu hun tấm bảng đen để học chữ. Xà nu ở bên Tờ Nú trong những biến cố đau đớn của cuộc đời, những bài học xương máu. Nhựa xà nu cháy trên 10 đầu ngón tay Tờ Nú, chứng kiến Tờ Nú không cứu được vợ con. Xà nu cùng dân làng chào đón Tờ Nú trở về sau mấy năm đi lực lượng. Đuốc xà nu soi sáng đêm anh đoàn tụ với buôn làng ở nhà cụ Mết. Xà nu và Tờ Nú luôn được miêu tả ứng chiếu, làm nổi bật lẫn nhau. Tờ Nú như một cây xà nu đã trưởng thành mạnh mẽ và đầy sức sống. Phẩm chất kiên cường, sức sống bất diệt của xà nu cũng là phẩm chất bất khuất, anh hùng của Tờ Nú. Xà nu biểu tượng cho dân làng Sô Man, còn Tờ Nú biểu tượng cho người anh hùng trong kháng chiến. Cuối cùng, ta đến với câu hỏi số 4, nêu và phân tích những cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp nghệ thuật của tác phẩm. Những vẻ đẹp nghệ thuật có trong tác phẩm, một là khuynh hướng sử thi thể hiện đậm nét ở tất cả các phương diện, đề tài, chủ đề, hình tượng, giọng điệu và ngay trong hệ thống nhân vật. Nhân vật mang tính sử thi, đại diện cho phẩm chất, quyền lợi, tình cảm, tư tưởng của một cộng đồng. Nhân vật được miêu tả ứng chiếu với cây xà nu, xây dựng hình tượng cây xà nu ẩn dụ cho vẻ đẹp của những phẩm chất, tính cách con người, biện pháp nhân hóa, so sánh. Cách thức trần thuật được kể theo hồi tưởng qua lời kể của cụ Mết, một già làng kể bên bếp lửa, gợi nhớ lối kể khan của sử thi của các dân tộc Tây Nguyên. Những bài khan được kể như những bài hát dài, hát suốt đêm. Cảm hứng lãng mạn,
Tính lãng mạn thể hiện ở cảm xúc của tác giả, bộc lộ trong lời trần thuật, thể hiện ở việc đề cao vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong thế đối lập với sự tàn bạo của kẻ thù. Giọng điệu là ngôn ngữ, mang lời ăn tiếng nói của người Tây Nguyên. Giọng điệu sử thi, mang tính chất ngợi ca, khẳng định. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành soạn bài Rừng Xà Nu của tác giả Nguyễn Trung Thành. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt!